Hiện nay công ty của em đó là công ty riêng của em luôn hả? Dạ vâng ạ. Dạ. Công ty đó ai làm giám đốc? Em ạ. Dạ. Rồi chúc mừng luôn chàng giám đốc luôn. Cao. Dạ, cao trên mét. Cao to. Mét đẹp trai. Dạ được ạ. Giám đốc. Dạ quá ngon luôn á. Dạ quá ngon luôn á. Quá ngon luôn. Rồi. Em muốn hỏi bạn nam bên kia là bên đó có cần kế toán không ạ? À, Hiền đang cần một kế toán để làm báo cáo thuế ạ. À, vậy em có thể apply không ạ? Trời đất ơi trời. Hai cái người này, tôi đang có một cái cảm giác là sinh ra là dành cho nhau hay sao á. Đi thế ngon. Sao anh cũng nghĩ em có thể làm sếp, vợ sếp nhỉ? Anh có thể làm nhân viên của anh nhỉ? Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. À, chào mọi người trong trường quay, chào hai MC và bạn chơi kế bên. À, em tên là Nguyễn Quái Hùng, sinh năm 1993, 28 tuổi. À, mình tới từ Nghệ An, đã vào Đồng Nai sinh sống và làm việc được 10 năm. Hiện đang làm là thiết kế xây dựng. Ở Đồng Nai với ai? À, trước đây thì em ở cùng với chị gái, nhưng mà giờ em có nhà riêng ạ. Nhà riêng luôn? Dạ. À, rồi bây giờ thì đến phần giới thiệu của nhà gái. Dạ, xin chào chị Ngọc Lan, xin chào khán giả, xin chào anh Quyền Linh và xin chào bạn bên kia. Em tên là Xuân Mai, em 26 tuổi. Hiện tại thì em đang là nhân viên văn phòng. Thì em quê ở Đắk Nông nhưng mà em đã sinh sống và làm việc ở trong Sài Gòn chắc cũng được gần 10 năm rồi. Hiện tại thì mình ở quận mấy? Dạ, em đang ở Bình Thạnh ạ. Điểm mạnh, điểm yếu của Mai là gì Mai? Em, điểm mạnh của em thì có vẻ như là em là một người tính cách rất là trẻ con, nên là thành ra những mọi người xung quanh nghĩ gì thì em sẽ không quan tâm lắm. Còn điểm yếu thì có nghĩa là chắc cũng như vậy, tại vì em không quan tâm đến cảm xúc của mọi người, nên là thành ra em cũng hơi kiểu dạ đúng rồi, nên là em không có tinh ý lắm trong cái việc mà giao tiếp hay là nói chuyện với người khác. Dạ em hy vọng mà bạn ấy sẽ chịu đựng được em. Rồi còn điểm mạnh, điểm yếu của nhà bên kia thì sao nè? Điểm mạnh của em thì em có thể giao tiếp với mọi lứa tuổi, vì là tính chất công việc của em thì độ tuổi từ 20 đến 80 thì mình đã gặp hết rồi, nên là với mọi giới tính luôn á, thì giao tiếp mà khá tự tin. Nhưng hôm nay Tài lên chương trình thì hơi rúng. Em biết nấu ăn vì là tự lập là khoảng 10 năm rồi, nên là gần như là mình phải làm hết mọi việc trong gia đình á. Hiện nay công ty của em đó là công ty riêng của em luôn hả? Dạ vâng ạ. Em tháng 1 nay công ty mới bắt đầu hoạt động ạ. Dạ. Công ty đó ai làm giám đốc? Em ạ. Dạ. Rồi chúc mừng luôn chàng giám đốc luôn. Em muốn hỏi bạn nam bên kia là bên đó có cần kế toán không ạ? À, Hiền đang cần một kế toán để làm báo cáo thuế ạ. À, vậy em có thể apply không ạ? Trời đất ơi trời. Hai cái người này, tôi đang có một cái cảm giác là sinh ra là dành cho nhau hay sao á. Vậy à? Dạ. Chào em. Chào chị ạ. Tại vì đây là một cô gái có một cái tính rất là trẻ con, rất là thích nhõng nhẽo, mà rất là thiếu cái sự quan tâm tới người khác, thiếu cái sự tinh tế. Còn đây lại là một cái người làm một cái công việc mà phải chiều khách hàng, là về là chiều cô này là dễ nè. Đó, hợp nhau lắm đó. Hỗ trợ cho nhau ha. Bây giờ tình trường mình sao? Trước giờ em quen được 3 mối tình đó. Một mối tình đầu tiên là hồi sinh viên, quen được 2 năm. Còn sau đó là quen 1 năm đó. Một là để mình ở nhà để xây dựng nhà cửa, hai là để tạo dựng công việc cho chắc chắn hơn. Thì 2 năm nay gần như là chưa quen được ai để tiến tới được việc quen với hôn nhân. Rồi còn tình trường của mình sao cưng? Tại ra em chưa có mối tình vắt vai luôn. Chưa có luôn hả? Đúng rồi. Dạ đúng rồi, em vẫn còn như một trang giấy trắng vậy đó. Như một trang giấy trắng. Hay quá. Để em chờ anh đã bên đó viết tên lên. Đó vậy thôi còn gì bàn cãi nữa. Nhưng mà có điều có một cái là chưa có quen ai hết thì sẽ là bị thiếu kinh nghiệm yêu đương đó nha. Mình dạy từ từ cũng được ạ. Đó. Chào nhà gái. Dạ, chào chú Quyền Linh ạ. Chú bà nhìn duyên quá. Dễ thương quá. Nhưng mà sao lý do cũng dễ thương vậy mà chưa có người yêu nhỉ? Dạ, em cũng thắc mắc vậy nhưng mà em không hiểu tại sao. Có ai chọc ghẹo gì không? Dạ, cũng có. Nhưng mà đó là đồng nghiệp thôi ạ. Người cùng quan điểm phải người như thế nào? Tiêu chí ra sao? Mình nói thử xem. Dạ, thật ra thì em chỉ cần một người mà có thể có thể nghe em nói hàng ngày. Chiều em khi nào em nóng tính hay là nhõng nhẽo, nhất là bạn ấy phải trưởng thành để có thể cho em cái cảm giác là bạn đó có chín chắn, bạn đó đủ lý trí để có thể suy nghĩ cho em, hoặc là suy nghĩ cho các mọi hoàn cảnh để có thể thông cảm cho em được hết. Giám đốc lo cho nguyên một công ty luôn. Không? Cái đó để em phải hỏi thêm mấy câu nữa. Có cần ngoại hình như thế nào không? Dạ em hy vọng là bạn ấy cao thêm một xíu, tại vì bản thân em là hơi lùn. Cao? Dạ cao trên mét. Cao to, đẹp trai. Dạ được ạ. Giám đốc? Dạ quá ngon luôn ạ. Dạ quá ngon luôn ạ. Quá ngon luôn rồi. Còn tiêu chí của Hùng sao Hùng? Em sống bằng chữ hiệu thôi. Bạn đối xử về người lớn tuổi nó tốt là được. Vậy thôi hả? Dạ. Còn là việc nhà thì em làm được, nên là bạn cũng cần phải làm nhiều quá. Bạn mới kỳ dễ thương đó. Em gái đi chung với ai cưng? Dạ em đi chung với bạn thân của em ạ. Dạ, con chào chú Quyền Linh ạ. Chào chị Ngọc Lan ạ. Chào em tên là Trang ạ. Em là bạn thân từ cấp 3 của Mai. Bạn em thì tính tình cũng hơi trẻ con, và anh thì cũng có thể là bù đắp lại được cho bạn em ạ. Có thể chia sẻ được cho bạn em. Bạn em có thích con trai không? Dạ có. Có sao tới giờ không thấy ai chứ nhỉ? Dạ em cũng làm ai rồi á. Chứ nhưng mà tại vì có vẻ là chưa hợp với bạn em á. Dạ mong là hôm nay thì hai bạn sẽ cho nhau một cơ hội để có thể sau này sẽ về chung một nhà. Rồi, cảm ơn nhà gái. Em Hùng đi với ai? Dạ, tại tình hình dịch bệnh thì ba mẹ em đang ở ngoài quê, mà bạn bè thì hôm nay đi làm bận quá nên là rồi, thôi được rồi, thì ai lên được. Yên tâm, cứ mở rào hai bên trò chuyện đi. Dạ. Rồi sau đó chúng ta sẽ tính tiếp nha. Dạ vâng. Mở rào đi chứ bên đây bà mối bà cũng nôn lắm. Mở rào. Chào anh. Chào em. Thì hôm nay thì tới với chương trình gấp gáp quá nên là anh chưa chuẩn bị được món quà mang tới được cho em. Dạ, không sao, anh có thể bù đắp cho em được. Nhưng mà món quà thì cả ngôi nhà hạnh phúc thì anh để chờ sẵn ở nhà rồi. Ok, tặng anh. Tại vì em không nghĩ là làm giám đốc, nhưng mà vô tình thì em lại anh có thể khui. Cái này, rồi cảm ơn em. Anh sẽ bù đắp cho em sau. Mình mở quà ra xem bạn gái tặng mình cái gì. Một cuốn sổ phù hợp với công việc của anh. Em muốn hỏi trước, tại vì tức là em muốn hỏi anh là tại vì em á là một con người rất là trẻ con, nên mà anh nếu mà anh chịu được cái tính cách đó của em thì rất là ok. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là tuy em tính tình trẻ con nhưng đôi lúc thì em rất là tính cách rất là độc đoán, với lại rất là cộc tính, thì anh có thể chịu đựng được không? Thêm một cái nữa đó là tính cách của em thì hay làm việc theo cảm tính. Và đôi khi thì tại vì em là một người thiên về tâm lý nhiều hơn, tức là em sẽ làm việc theo kiểu em cảm thấy mặc dù cái đó nó sai nhưng mà em cảm thấy nó đúng thì em vẫn cho là nó đúng. Mặc dù cứ dụ như anh nó nói cái đó nó sai nhưng mà em vẫn cho nó đúng, thì anh có thể chịu đựng được không? Tại vì đó là tính cách của con gái rồi, nên là em nghĩ anh có thể hiểu. Nói chung là anh dân xây dựng nên là hơi cứng rắn, nhưng mà đến mà khi mà anh đã đua là anh đua nháy luôn á. Là anh chọc, nhiều lúc anh có thể chọc được cho em khóc rồi anh quay lại anh dỗ. Nhưng mà em độc đoán á, nếu mà em quyết đoán là điều tốt, nhưng mà độc đoán là theo kiểu là người ta góp ý thì em cũng không nghe, sai em vẫn làm, thì cái đó anh thấy nên sửa. Nhưng mà sửa sao? Thì là anh có giải thích cho em sửa không, hay là anh kêu là sai rồi phải sửa, hay là anh phải giải thích ra cho em? Tất nhiên là anh sẽ phân tích được cho em, nhưng mà quan trọng là em có nghe hay không, hay là em giữ cái... Thế thì anh phải làm sao để cho em nghe chứ. Thôi cái này thì cũng phải cần thời gian để tìm hiểu. Nếu mà quen em thì anh sẽ ít thời gian để lên Sài Gòn. Em xuống được. Em xuống đến giờ nào anh cũng tiếp em được, vì là gần như là anh làm việc tại nhà. Em nấu ăn giỏi. Dạ em chỉ nấu được những cái món tối thiểu để tồn tại thôi. Thì anh cũng muốn là sẽ có một ngày hai người gọi là thử đo với nhau cái anh thì okay. Anh còn tự tin khả năng nấu ăn của anh, thì thử cái coi ai nấu ngon hơn. Không, em sẽ không làm anh thất vọng. Em đang có định hướng là ở đây, ở Sài Gòn. Thì giờ anh lỡ xây nhà ở Đồng Nai rồi, là anh có nhà có xe, có đầy đủ hết. Anh chuẩn bị được đầy đủ, chỉ thiếu mỗi cô dâu thôi. Em về. Nhưng mà quan trọng là anh phải làm sao đó cho em muốn về đó. Không, vì là anh suy nghĩ là bố mẹ bên nào thì cũng như nhau thôi. Có thể mình ở chung ở nhà đó em về thì cũng là của em thôi. Thì như ở chung với bố mẹ anh thì cũng giống như ở chung với bố mẹ em. Yeah. Nên là đối với anh thì bố mẹ anh sẽ có thời những lúc thì sẽ vào ở chung, nhưng mà gần như là sẽ về quê. Chị thấy tương lai của em là hơi cực khổ rồi đó. Dạ. Thật ra anh thấy cô gái bên kia nói vậy thôi, chứ nếu mà đã để cho cô ấy yêu mình rồi đó thì cô ấy rất là chung thủy. Dạ. Em trai lại đứng nắm tay em gái ha. Hai tay nắm hai tay đó, nhìn vào mắt nhau. Anh vẫn muốn là hai người cho nhau một cơ hội để tìm hiểu thêm. Thì còn lại chuyện mà hôn nhân thì mình sẽ cố gắng, chứ không chuyện này cũng không ai là hứa trước được. Công ty thì có một người bảo có thuế nhá, đỡ vì đi thuê ngoài. Sao anh cũng nghĩ em có thể làm sếp nhỉ? Vợ sếp nhỉ? Anh có thể làm nhân viên của anh nhỉ? Có dịp mà mời em xuống Đồng Nai chơi thì anh sẽ hát tặng riêng cho em. Em có yêu cầu nên anh phải lên chở em xuống. Thì tùy em, lúc đó thì tùy vào thời gian của hai người tự sắp xếp. Không, mình đàn ông thời gian đầu mình phải chăm đi xuống Sài Gòn mình thăm ta em ơi. Bây giờ bạn gái sẽ đàn cho em nghe một bài nào đó để mình cảm nhận nhiều hơn về cô gái này. Tôi thấy chưa đàn mà chàng trai bên kia nhìn có bộ đắm đuối dữ lắm á. Dạ, thật ra em thấy đàn cái này thì mọi người con gái đàn đều đẹp hết chị. Em luôn gót lên nè. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Nếu thấy đúng, tim mình gọi là đập theo tiếng đập của người đối diện thì bấm ngay. Một. Hai bạn bấm mà chưa kịp đếm luôn. Rồi. Em không biết là hồi đếm. Tôi xin lỗi. Như thế chúng ta thấy được rằng là bắt đầu có tình cảm, nó xuất phát từ trái tim của hai con người đang đứng ở đây. Hãy nắm tay nhau, chúng ta bắt đầu hẹn hò chính thức với nhau. Dạ. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Dạ vâng. Nào, hãy nắm tay nhau đi cùng trời cuối đất để tìm ra được đáp án của tình yêu. Dạ vâng. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Cảm ơn em. Tình yêu nó cũng đôi khi nó có thẹn thùng như thế, có sự nhút nhát như thế, đáng yêu như thế, chứ đâu phải cần vội vàng hay là nhanh nhẹn đâu, đúng không?